Quang Nhật và Ngọc Quỳnh trân trọng kính chào quý khán thính giả của đài CBN đang theo dõi chương trình tin tức buổi chiều trong ngày thứ ba 20 tháng 10 2020. Kính chúc quý vị một ngày thật bình an và nhiều sức khỏe. Và sau đây là những tin nổi bật nhất trong ngày. Sudan được đưa ra khỏi danh sách khủng bố của Hoa Kỳ. UAE tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Israel. Số ca nhiễm COVID tại Hoa Kỳ tăng 13% trong tuần qua. Tham nhũng có biểu hiện tinh vi hơn và khó phát giác. Chương trình được bảo trợ bởi Skin Saver, made in the USA, Hollywood trusted, 714-316-5999 và 888-414-5678. Thái Nakhon Restaurant, 714-583-8938 và 714-583-8956. Kính thưa quý vị, và bây giờ xin mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết cùng những bản tin chi tiết trong phần tin thế giới đầu tiên cùng với Ngọc Quỳnh sau đây. Kính thưa quý vị, mở đầu với phần tin dự báo thời tiết cho biết là ngày hôm nay tại Little Sài Gòn, miền Nam California, nhiệt độ đang ở mức khoảng 76 độ F, lúc cao điểm vào giữa trưa, và 73 độ ở các khu vực bãi biển như là Huntington Beach, Newport Beach và 80 độ cho các vùng thung lũng, đồi núi Riverside, San Bernardino. Hiện tại thì nhiệt độ đã giảm dần xuống chỉ còn 72 độ và quý vị sẽ cảm thấy thời tiết mát mẻ dần trong những ngày kế tiếp. Thời tiết đã thật sự là mùa thu rồi và mong quý vị có trọn một tuần mới thoải mái vui vẻ. Ngay sau đây thì Ngọc Quỳnh xin mời quý vị đến với bản tin thế giới đầu tiên. Kính thưa quý vị, Sudan được đưa ra khỏi danh sách khủng bố của Hoa Kỳ. Thủ tướng Sudan là Abdallah Hamdok vào ngày thứ Hai 19 tháng 10 cho biết là quốc gia của ông có thể sẽ được xóa 60 tỷ Mỹ Kim tiền nợ sau khi ra khỏi danh sách khủng bố của Hoa Kỳ. Phát biểu này đã được ông Hamdok đưa ra trên đài truyền hình sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố là loại Sudan ra khỏi danh sách hỗ trợ quân khủng bố. Chính vì lý do này mà suốt thời gian qua thì Sudan đã không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ phía cộng đồng quốc tế. Để nhận được sự khoan hồng từ phía Hoa Kỳ thì giới lãnh đạo Khartoum đã cam kết sử dụng 335 triệu Mỹ Kim tiền ngân sách để bồi thường cho các nạn nhân từng bị sát hại. Tình trạng lạm phát ở Sudan hiện đang gia tăng ở mức chóng mặt, trong khi đồng nội tệ bị sụt giá xuống mức là 55 đồng Sudan so với 1 Mỹ Kim. Tiếp theo là tin UAE tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Israel. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE vào ngày thứ Hai 19 tháng 10 đã tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh với Israel để thảo luận về chính sách hợp tác thương mại trong bối cảnh nội các của các quốc gia này vừa mới đồng ý bình thường hóa quan hệ với Tel Aviv dựa trên thỏa thuận do phía Hoa Kỳ làm trung gian. Và được biết vào tháng 9 vừa qua thì UAE đã trở thành quốc gia đầu tiên trong vùng vịnh Ả Rập tuyên bố nối lại quan hệ với Israel. Thỏa thuận này sau đó đã được ký kết bên trong tòa Bạch Ốc tại thủ đô Washington DC. Cùng góp mặt vào phiên họp ở Abu Dhabi còn có Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ là Steven Mnuchin và nhiều giới chức khác. Các bên đã cam kết tăng cường quan hệ để đối phó với kẻ thù chung Iran. Sang ngày thứ Ba 20 tháng 10, ông Mnuchin còn tháp tùng phái đoàn của UAE tới Israel để ký kết vào thỏa thuận hợp tác hàng không dân sự và theo đó cho phép 29 chuyến bay qua lại giữa Tel Aviv và Dubai và Abu Dhabi vào mỗi tuần. Và một bản tin đến từ Argentina cho biết là tỷ lệ lây nhiễm coronavirus ở đây có thể đã chạm ngưỡng 1 triệu người. Nếu như tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài thì Argentina sẽ trở thành quốc gia thứ 5 trên thế giới có hơn 1 triệu người lây nhiễm coronavirus, trong bối cảnh là số người xét nghiệm dương tính đang leo thang ở mức chóng mặt vào mỗi ngày. Tính đến tối thứ Hai 19 tháng 10 thì ở đây đã có trên 989.000 người ngã bệnh vì COVID-19, trong khi trên toàn quốc thì chỉ có khoảng 45 triệu cư dân. Đối với những người đã đi xét nghiệm, khoảng 60% là có kết quả dương tính. Tình trạng này đang đè nặng lên hệ thống chăm sóc y tế, đồng thời gây ra cảnh quá tải bên trong các bệnh viện ở địa phương. Vào hồi tháng 3, thì Argentina từng phải ban hành lệnh phong tỏa. Tuy nhiên, vì mục đích kinh tế, chính phủ đã cho mở cửa các cơ sở thương mại, góp phần gây ra cuộc khủng hoảng này.
hơn 26.000 người được cho là đã bị thiệt mạng. Hiện tại chỉ có các chuyến bay nội địa được phép hoạt động, nhưng chỉ nhằm mục đích y tế, thăm nom và công ăn việc làm. Trở về khu vực Âu Châu, một bản tin từ Pháp Quốc cho biết cảnh sát Pháp tuần tra trên đường phố trong giờ giới nghiêm. Kính thưa quý vị, lực lượng cảnh sát địa phương vào hồi cuối tuần vừa qua thì đã được phái tới tuần tra trên khắp các ngã đường ra vào thành phố Lyon của Pháp Quốc, trong bối cảnh người dân được yêu cầu phải ở yên trong nhà để đối phó với sự lây lan của đại dịch COVID-19. Bộ Y tế Pháp Quốc vào ngày thứ Hai 19 tháng 10 cho biết thêm, đã có thêm là 29.837 người xét nghiệm dương tính với coronavirus, nâng tổng số người lây nhiễm trên toàn quốc lên mức là 897.034 người, 33.477 người trong số này được cho là đã tử vong. Ngoài thành phố Lyon, các tỉnh khác như là Paris, Toulouse và Marseille cũng đã ban hành lệnh thiết quân luật, buộc các nhà hàng và quán bar phải đóng cửa từ lúc 9 giờ tối để hạn chế sự tiếp xúc giữa người dân. Và tin đến từ Úc cho hay là tiểu bang Victoria của Úc đã chỉ có thêm 4 ca lây nhiễm mới. Tiểu bang Victoria của Úc vào ngày thứ Hai 19 tháng 10 đã ghi nhận thêm chỉ 4 trường hợp lây nhiễm coronavirus, trong bối cảnh là người dân cư ngụ tại thủ phủ Melbourne đang dần được phép rời khỏi nhà sau nhiều tháng phải đối mặt với lệnh phong tỏa ở khắp nơi. So với đầu tháng 8 thì tỷ lệ ngã bệnh hiện nay đang ở mức rất thấp, nhưng chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo người dân hết sức cẩn thận và không nên ỷ y. Sau hơn 100 ngày áp dụng lệnh phong tỏa thì 5 triệu cư dân của thành phố Melbourne này đã có thể ra ngoài tập thể dục và tự do mỗi ngày thay vì là chỉ 2 tiếng đồng hồ như trước đây. Tuy nhiên thì họ chỉ được ở cách nhà tối đa 15 dặm. Các sự kiện đông người tham dự vẫn bị cản trở, còn các nhà hàng chỉ được bán thức ăn về nhà. Tính đến nay thì Úc đã có hơn 27.300 người xét nghiệm dương tính với COVID-19, hơn 90% là tập trung tại tiểu bang Victoria. Tiếp theo là tin Israel nới lỏng lệnh cấm xoay quanh coronavirus. Giới lãnh đạo Israel vào ngày thứ Hai 19 tháng 10 đã chính thức nới lỏng lệnh phong tỏa sau khi tỷ lệ lây nhiễm coronavirus bất ngờ giảm sút trên toàn cõi quốc gia. Phần lớn thì nền kinh tế của Israel đến nay vẫn chưa hoàn toàn mở cửa trở lại, tuy nhiên thì các cơ sở thương mại hiện đã được phép hoạt động, mặc dù lượng khách ra vào không thể đông đảo như trước đây. Lệnh mới đồng thời được áp dụng lên các trường mẫu giáo, công viên và bãi biển. Bộ Y tế Israel cũng đang cân nhắc việc tái mở cửa giáo đường Holy Sepulchre, đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa và bức tường cổ Western Wall. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, ở Israel đã có thêm 395 người lây nhiễm coronavirus, nâng tổng số người xét nghiệm dương tính trên toàn quốc lên mức 302.832 người. Bản tin thế giới, thưa quý vị, người biểu tình Hồng Kông được Đức cho phép tị nạn chính trị. Giới lãnh đạo Đức Quốc vào ngày thứ Hai 19 tháng 10 đã chấp thuận đơn xin tị nạn chính trị của một nhà đấu tranh dân chủ đến từ Hồng Kông, người từng tham gia vào cuộc biểu tình chống Trung Hoa vào hồi năm ngoái. Nhân vật này được xác nhận là một sinh viên 22 tuổi. Bức thư nhận được từ cơ quan di trú Đức vào ngày 14 tháng 10 cũng đã được người trong cuộc chia sẻ với hãng thông tấn Reuters. Phong trào biểu tình kêu gọi tự do dân chủ ở Hồng Kông đã khiến hơn 10.000 người bị bắt, đồng thời tạo cơ hội cho Bắc Kinh ban hành luật an ninh gây tranh cãi vào ngày 30 tháng 6, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ phía các quốc gia Tây phương. Những người chỉ trích cho rằng luật an ninh là một hành vi bóp nghẹt quyền tự do nhân luận mà người dân Hồng Kông luôn được thừa hưởng kể từ năm 1997 đến nay. Hai nhà đấu tranh khác người Hồng Kông, tức Ray Wong và Ali Lee, vào hồi năm 2018 đã được Berlin cho phép tị nạn chính trị. Kính thưa quý vị, quay trở lại với Pháp Quốc, một bản tin cho biết cảnh sát Pháp đã bố ráp nhiều tổ chức Hồi giáo sau vụ thầy giáo bị chặt đầu. Cảnh sát đã bố ráp trụ sở của nhiều tổ chức Hồi giáo và nhà của một số người nước ngoài bị nghi là có tư tưởng tôn giáo cực đoan. 3 ngày sau khi một giáo viên bị sát hại bởi một người theo đạo Hồi, giáo sư dạy lịch sử Samuel Paty, 47 tuổi bị chặt đầu vào chiều thứ Sáu ngay bên ngoài ngôi trường trung học nơi ông đã giảng dạy bởi nghi can Abdullah Adolzorov, 18 tuổi, người gốc Chechen. Kẻ tấn công sau đó đã bị cảnh sát bắn chết. Một bức hình chụp thi thể của thầy giáo Paty và tin nhắn nhận trách nhiệm đã được tìm thấy trong điện thoại của hung thủ. Azorov sát hại ông Paty, giáo viên dạy này đã sử dụng tranh biếm họa về tiên tri Muhammad trong một lớp học dạy về quyền tự do ngôn luận. Đối với người Hồi giáo, mọi hình vẽ về tiên tri Muhammad đều là tội bán bổ. Nhiều nhân vật nổi tiếng tại Pháp gọi vụ giết người là hành động tấn công vào nền Cộng hòa và các giá trị của nước Pháp. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard
Damani nói nhà chức trách đang thực hiện khoảng 80 cuộc điều tra về các thông điệp thù ghét trên mạng và ông đang cân nhắc ra lệnh giải tán khoảng 50 hiệp hội thuộc cộng đồng Hồi giáo. Một nguồn tin cảnh sát vào Chủ nhật nói rằng Pháp đang chuẩn bị trục xuất 213 người ngoại quốc là những người đang bị chính phủ theo dõi và bị nghi có tư tưởng tôn giáo cực đoan. Trong những người này có 150 người đang thi hành án tù. Thủ tục trục xuất đã được khởi sự từ trước khi vụ giết người hôm thứ Sáu xảy ra. Cảnh sát cũng đã bắt giữ 11 người có liên quan đến vụ tấn công trong vòng 24 giờ sau khi thầy giáo Pathy bị sát hại. Trong số những người này có gia đình của hung thủ cùng người cha của một học sinh trong lớp của thầy giáo và một nhà truyền giáo đã bị giới tình báo theo dõi từ lâu vì tỏ ra cực đoan. Vâng, vừa rồi là phần tin thế giới. Kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng CBN TV. Còn Nhật và Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại sau một vài thông tin bảo trợ thương mại để tiếp tục với tin Hoa Kỳ trong ngày. Cảm ơn quý vị.